Ngày 6 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Long Xuyên, An Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Vương Ngọc Quang, sinh năm 1986, trú tại phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trong 4 tháng, một kẻ trộm ở miền Tây lấy được 24 xe máy hàng trăm lượng vàng bị trộm chấn động Quảng Nam, chủ tiệm vàng nhận lại bằng